mọi người nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại channel Tô Vẽ Tranh kênh YouTube mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tô màu cho bức tranh, đó chính là hình ảnh của một cái chú thỏ đang ôm một cái quả trứng nhiều cái màu sắc và họa tiết khác nhau trên cái tay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tô màu cho nhà chú thỏ này của mình nha các bạn. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau tô màu nhé. Giấy có ai giới thiệu cho em đâu? Để chị đi tìm. Thành phố lượn về nha. Thành phố lượn về Dương Sơn thôi nha. Tai chú thỏ này thì mình sẽ tô màu xanh dương nhá. Con trai nó phải chủ động. Hả? À, đứa con trai nó phải chủ động. Thì con trai nghe vẻ nan giải lắm. Xin giới thiệu mọi người, chào mọi người. Phần đầu này thì mình sẽ tô màu hồng nhé. Tiếp theo phần bên dưới thì mình sẽ tô màu cam nhé. Nhưng mà quan trọng là nó phải cùng thần số với mình nữa cơ. Người ta bảo là mây tầng nào sẽ gặp gió tầng đấy vậy ạ. Phần quả trứng này thì mình sẽ tô màu xanh nhé. Mình sẽ tô màu xanh xương lá cho cái phần quả trứng này nha các bạn. Nhưng mà em thấy con trai bọn này phố kiêu lắm. Bọn nó toàn nhà giàu thôi, nó xem người một mắt ấy. Thật. Chồng chị à? Chị người Thịnh Gia. Nhưng mà công ty mình chẳng có anh nào thành phố cả nhỉ, đúng không? Đây là bức tranh mình đã tô màu cho cái hình ảnh chú thỏ đang ôm một quả trứng trên tay nhá. Đấy, ở thành phố mà làm gì có ai thành phố đâu. Đây, chúng ta quay tham khảo cách tô màu cho hình ảnh chú thỏ này của mình nhé các bạn. Sẽ tô về
Đây là bức tranh cho anh sau khi được mình tô màu xong nha. Và cái video mình đã hướng dẫn cho mọi người cách tô màu về hình ảnh chú thỏ đang cầm một quả trứng này, đã là mình tô màu xong và chúng ta có tham khảo. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tô vẽ tranh tiếp theo. Và đừng quên ủng hộ kênh của mình bằng cách cho mình xin một lượt like, một lượt share và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video nữa của mình nhé. Bye bye.